Nhiều bệnh nhân rất bất ngờ khi bệnh viện quận Bình Thạnh tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đóng cửa vì COVID-19. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5 năm 2021, bệnh viện quận Bình Thạnh đang tiếp nhận khám chữa bệnh thì đột nhiên đóng cổng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỉ tiếp nhận cấp cứu. Dưới sự giám sát của Sở Y tế, lực lượng y tế đã đưa một ca nghi nhiễm COVID-19 lên xe cấp cứu đi điều trị. Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện quận Bình Thạnh tiếp nhận một ca nghi nhiễm và 2 ca F1 liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Tất cả được sàng lọc và cách ly trước. Bệnh viện bất ngờ đóng cửa, nhiều người có lịch hẹn đi khám bệnh từ trước đã không kịp trở tay. Mình đi tiểu đường mình đi tái khám. Hôm nay đi tái khám, ý là ngày hôm nay đi tái khám mà không được. Thôi, mà mình tới là thấy bệnh viện đóng cửa. Giờ thì mình tính sao về liên hệ bác sĩ hay là mình tính như thế nào? Bây giờ mình tính và mình hỏi xem là bao giờ được đi khám được. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trưa ngày 29 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm 22 trường hợp dương tính COVID-19 mới. Tất cả 22 trường hợp này đều liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Trong 22 trường hợp này, có 18 trường hợp đã được truy vết, chuyển cách ly từ trước và 4 trường hợp có triệu chứng đến bệnh viện khai báo. Như vậy, từ ngày 27 đến trưa ngày 29 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng với tổng cộng 90 ca dương tính. Trong đó, chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có 5 ca. Chuỗi lây nhiễm huyện liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng đã lên tới 85 ca dương tính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, còn có 4 địa phương khác có ca bệnh COVID-19 liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là tỉnh Long An, bệnh nhân 6.325, tỉnh Bạc Liêu, bệnh nhân 6.572 và tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân 6.659, vừa được Bộ Y tế công bố trưa ngày 29 tháng 5.